Em có bị giật điện thoại chưa? Dạ chưa, bây giờ anh ơi. Rồi bây giờ em nghe điện thoại, người ta sẽ giật, em làm gì em làm. Alo, 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 đang nghe điện thoại này nha. Ai giật điện thoại đây? Chị dở quá, đi đi mà chị coi nè. Đau quá à, không giật, kịp làm gì hết rồi. Không, giật mất cái má hồng với luôn rồi anh ơi. Dạ đây, em ra bộ nghe điện thoại cho nè. Alo. Không giật nha. Không giật nha. Không màng á, đó đi, thấy không? Ai dám làm gì chị? Đi ra đường thì làm sao vậy được. Nhưng mà không, chị cứ quay thôi chứ cái nè. Alo, 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 kiểu vậy. Thực ra đó, chúng ta nghe điện thoại đó, chúng ta cầm cái điện thoại như vậy thì người ta giật rất là dễ. Người ta chỉ cần giật một tay thôi là mất. À, cái thứ nhất là mình cầm điện thoại á, thì mình nên gá cái ngón tay lên là một. Cái vấn đề thứ hai á là nếu mà như vậy đó thì người ta sẽ rất là khó giật. Như một trường hợp người ta giật, mình sẽ hướng dẫn các bạn làm trường hợp bị giật thì chỗ này á người ta chạm vô, có thói quen á là mình sẽ gồng lại. Cái thói quen mình gồng lại thì đây người ta bẻ, người ta giật rất là dễ. Thì đây mình sẽ biểu diễn ha, rồi sau đó sẽ hướng dẫn cho Buka. Đây là kỹ năng không có vỏ gì hết. Cánh tay của tôi giống như cành cây mục, khi con chim nó đậu vào thì nó sẽ bị ngã thôi. Thả lỏng. À đúng rồi, bây giờ rồi em đừng có quan tâm nó làm sao ha. Dạ. Người ta vừa chạm vô em thả lỏng, thả lỏng đi, thả lỏng, thả lỏng xuống luôn, đừng có làm gì hết, tự nhiên thả lỏng, thả lỏng luôn. Đúng rồi, tự nhiên đừng chạm vô, rồi rồi. Rồi. Vâng, không sao. Tôi xin khẳng định là nếu như thế này thì điện thoại có thể hỏng nhưng kẻ gian không bao giờ lấy được. Rõ ràng anh kêu em thả lỏng đi. Thả lỏng chứ không phải giục điện thoại. Thả lỏng thì tay em nó lỏng luôn. Thả lỏng thì tay em nó lỏng luôn. Người ta thả lỏng cái khớp thôi. Rồi, rồi, làm lại, làm lại, ok. Chạm vô thả lỏng, đúng rồi. Rồi giờ em đi nghe thì cứ nhớ thả lỏng thôi ha. Dạ.